Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Việt 8.0. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận ba tóc cần pin nồi coin các bạn. Đầu tiên các bạn dòng đầu tiên các bạn ghi cái mã ghép cốt, mã ID là mã giới thiệu mình ở đây phần link mô tả. Đầu tiên là feed name. Feed name các bạn ghi tên. Last name các bạn ghi họ, địa chỉ mail, số điện thoại. Con này bạn sống ở đâu, tỉnh nào, thành phố. Còn đây quốc gia. ID này, cover ID là cái tên đăng nhập các bạn. Rồi password, xác nhận password là các bạn đăng ký cái tài khoản các bạn. Đây mình nhập cái mã giới thiệu của một bạn mình. Rồi bạn bấm đăng ký nha, con wallet. Các bạn chào chúc các bạn, các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Rồi nó kêu mình lưu đường khẩu luôn, nó kêu mình vô mail Verify nha các bạn. Chào ai rớt mình rất ngon nha các bạn. Các bạn tranh thủ cố gắng bỏ chút ít thời gian mình làm với mình nha các bạn. Khi nào có góp tiền thì mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn. Vì Tết cũng quá bận rồi mình cũng không bỏ công việc marketing. Các bạn qua hộp siêu thị bám thế các bạn, nó chưa có mail cho mình. Chờ bán thế nha, không có luôn. New group không có. Thứ chính là cái mà đây đẹp đẹp đẹp. Sao không có ta? Chưa các bạn ơi, các bạn bấm nút Verify nhé. Đây send you code chứ. Nó mới gửi về mail nha các bạn. Sao nó không gửi cái mail, nó không gửi cái code gì cho mail ta? Qua từ sửa bám thế cơ. Tất cả thư luôn. Ok. Các bạn vô bấm chữ send verify code nó mới gửi về nha các bạn. Nó mới gửi về mail các bạn, mình cũng lộn. Sao không vậy ta? Chờ tôi sẽ bấm đi cái. Trùng gác luôn. New group. Không thấy vậy ta. Tư chính nè, nó gửi về nè các bạn ơi, nó gửi về hello nha các bạn. Các bạn copy cái mã code này lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào enter này các bạn, enter code nè. Các bạn bấm vào enter code rồi mang verify nha các bạn.
Con bắt vợ con quay đi file các bạn. Bà chó nó quay đi file không được, tức cái máy này. Giờ bữa nó xử lý mình rồi. Tới sáng luôn. Cần vậy các bạn chờ giúp nha các bạn. Rồi, thành công luôn các bạn. Bạn nó ok đi. Rồi để bên sau mình nhận được 3 cái làm chưa? Giờ nó có khuyến mãi các bạn, mình nhận được gì chưa? Đây các bạn, mình nhận được 3 tốc cần Bitcoin nữa các bạn. Là mấy nhiêu đồ như tờ Bitcoin đây 28 đồ. Ba lan số dư mình chưa có nè. Để mình chuyển qua trong web máy tính các bạn ơi. Để mình chuyển qua trong web máy tính các bạn. Dạo hình bánh răng này các bạn. Chỉnh sửa thông tin lên các bạn. Mẹ này gì mà lóc lóc hoài trời. Mi wallet. Mẹ cái này đừng có BTC gây nhận tiền dữ vậy trời. Send request. Thôi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Khi nào mình để video sau mình làm nó rõ về con này thì sao nha các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn. Giờ lót quay quay gì mình không biết đường luôn. Các bạn ơi, mình cũng tìm hiểu rồi các bạn ơi. Sau khi chương trình này góp mới kết thúc là 30, còn 36 ngày nữa nè. 36 ngày 10 giờ 49 phút 1 giây. Rồi mình sẽ, sau khi mình chương trình này góp nó kết thúc, nó cho mình rút tiền, bấm chữ sen đổi tiền nha các bạn. Rồi bấm cho chữ sen nè. Nãy giờ mình lục nó ra các bạn. Lục ra mình đổi nữa, mình đổi cái đồng Bitcoin này qua cái ví bà chó. Nữa đổi qua Bitcoin hoặc là Bitcoin nha các bạn, hoặc USDT nha các bạn. Nếu mình đổi Bitcoin qua mấy này, qua ví này, qua USDT. Video này nó gõ sẵn các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.